gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Oh oh, trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Không thể tin vào gì út em, không ngờ đến ngày ta chia tay. Xin lỗi anh không giữ lời hứa, không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy. Nhưng dù sao điều anh muốn biết, khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết. Phải nhận đau một lần mới thấu, nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vụt mất về sau. Anh thực sự ngu ngốc, bao về người ấy cũng không sao. Nỡ là người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi. Cứ gọi nỗi buồn lại để anh mà. Đành đến cứ đi như vậy, nếu em không còn yêu anh nữa. Mỏi mệt vì tình yêu đến vậy, chia tay để tìm nơi tốt hơn. Giận mình anh mới biết anh quá vô tâm, để ngay cả một người cũng đành mất. Anh thực sự ngu ngốc, bao vì người ấy cũng không sao. Nỡ là người yêu khác, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh thực sự ngu ngốc, bao vì người ấy cũng không sao. Nỡ là người yêu khác, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi. Cứ gọi nỗi buồn lại để anh mang. Điều sau niềm vui em hãy đem theo, gói nỗi buồn lại để anh mang. Oh, oh. Và đó là Linh Ly khi hóa thân thành nam ca sĩ Eric. Cảm ơn các bạn dancer. Xin chào Eric. Dạ Eric, xin gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả quý vị giám khảo và xin chào tất cả các khán giả. Trước mắt là Eric có thấy không? Anh đang nhảy dơ lên đó, thấy không? Dáng y như đúc. Trời ơi. Không biết là sau khi nghe Linh Ly hóa thân thành nam ca sĩ Eric thì không biết là cảm xúc của chị Mỹ Linh như thế nào ạ? Giờ cần gì phải nói đâu. Này, chúng ta truyền thông điệp đây rồi. Truyền thông điệp. Tức là chị vẫn luôn đánh giá cao Linh Ly rồi. Giả kỳ nào cũng đâu ra đấy. Nhưng mà hôm nay thì cái độ giống là nó cao hơn tất cả các lần trước đấy. Tại vì cũng có thể là cái giọng của em ấy nó cũng... hơi giống giống với giọng của Eric. Em nghiên cứu rất là kỹ cách nghiến răng rồi rồi phát âm này kia, và em hát rất là nuột. Hát theo kiểu của Eric cũng không phải dễ đâu. Cũng phải tập cũng rất là nhiều đấy, cũng khó đấy. Chị thấy là rất là giống. Dạ, em cảm ơn chị rất chúc nhiều. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh ạ. Vâng, em xin mời giám khảo Trác Thiên Miêu ạ. Nếu mà có thể chọn cái bảng ở đây á, đối với Miêu cái yếu tố này cũng quan trọng. À, nhưng mà quan trọng nhất á là anh này.
Wow. Có lẽ là khoảng 1/3 thời lượng đầu thì Linh vẫn còn đang rất là tập trung vào cái nhân vật mà mình phải hóa thân. Nhưng mà đúng là bạn là một ca sĩ chuyên nghiệp. Một khi bạn đã hát, một khi bạn đã bước vào tâm hồn của nhạc phẩm rồi á, thì hoàn toàn phần sau bạn đang hóa thân vào nó, khẩu hình trở thành của bạn. Bạn nghiến chữ như thể nó là phản xạ tự nhiên của bạn ngay từ đầu. Cho nên tôi nói trước hết là bản lĩnh chuyên môn phải giỏi mới làm được điều đó. Giỏi quá. Em cảm ơn chị Miu rất nhiều. Cảm ơn chị Miu rất là nhiều ạ. Vâng, em xin mời anh Đại Nghĩa. Khi mà Linh bắt đầu cất những cái câu hát đầu tiên, anh quay qua nói với chị Miu Linh liền: ồ trời, giống nha, giống nha. Mà càng về sau lại càng giống, đặc biệt là những cái từ cuối câu á, chẳng hạn như là từ phút ấy rồi cái từ không xong nè, nó rất là giống với cái giọng của Eric luôn. Cái cách luyến nó cũng giống và cái âm sắc trong cái giọng của em cũng giống. Mà anh mất cười là bởi vì khi em hát á, em cố tình em nghiến nó cho cái giọng nó ra đó, mà có cảm giác mà nghiến muốn nát cái nốt nhạc luôn. Nhưng mà đẩy được lên nhanh đi, mũi. Nhanh nè. Thì đó, nhưng mà bạn mới rất tỉnh táo nha. Ngay khi mà canh vũ công á, anh lùi. Khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm đi. Mãi nhân đau một lần mới thấu. Anh hát đầu một cái là mới diễn luôn anh ạ. Đó, tức là có cái sự kiểm soát. Mình vẫn là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, mình thả hồn trong ca khúc, mình thăng hoa với bài hát của mình, nhưng mình vẫn kiểm soát để mình làm chủ được sân khấu. Thì đó là bản lĩnh của một người nghệ sĩ. Chúc mừng Liên Liên ngày hôm nay với phần mở màn thành công. Wow. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Một lần nữa, chúc mừng Liên Liên.